Trên dòng Mê Công nha các bạn. Thôi, bà thấy vào vô bên la đi, bà thấy co con sông rồi. Không, you reckon that you can do it better than him, Bells? Ngồi xuống đi ông ơi, anh ta thấy ông không xong rồi đó. Không có chuyên nghiệp bằng bên la rồi. His dad reckons you can paddle better than him. And he, you should be the paddler, not him. Không tin tưởng được. Cái này chắc bên la coi chừng nó quá. Đèo được mới sợ. Quay mòn 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 nè. Swim in the river too. Nói cầm cây dầm là biết không đúng thế rồi. Pardon? How do you say swim?